bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 7 Phần 1. Được rồi, tôi tham gia. Cảm ơn ông rất nhiều, ông Tri luôn. Cảm ơn ông, cảm ơn bà. Ông Tri Lô, con học đại học chung với con gái ông ta có đúng không? Đúng rồi bác, là Christina. Cô ấy là trưởng bộ phận bán hàng và tiếp thị của Heartland. Sao vậy bác? Con có biết là ông Tri Lô đã đồng ý tài trợ cho dự án của Andre chưa vậy? Nên bác đang nghĩ có lẽ con nên nói Christina tham gia. Bác nói sao? Con thấy đó, chuyện Andre đã làm với Emilio thật sự rất tồi tệ. Ý là dù trực tiếp gặp hội đồng và trình bày dự án, thực tế chính là muốn qua mặt Xavier. Đúng vậy. Gần đây nó cũng không đối xử tốt với con, có phải không? Cho nên bác nghĩ là có lẽ con nên nói cho bà Tristina về những việc làm sai trái mà Andre đã gây ra. Được rồi, bác biết đó là chuyện cá nhân, nhưng mà nó cũng liên quan đến công việc. Con biết không, bác thì vẫn không tin vào dự án đó một chút nào. Con biết đó, dự án wifi đó như là một quả bom đổ chậm mà thôi. Tất cả các nhà tài trợ đã đồng ý cho dự án này, nên chúng ta phải làm một cách nghiêm túc. Chúng ta cần phải làm cho tất cả các công ty viễn thông đồng ý tham gia dự án. Họ cần phải có Juan Signal. Về phần thuyết trình dự án thì mỗi công ty có một tính cách khác nhau phải không? Họ có cách riêng để thu hút người dùng và để người dùng phân biệt họ với các công ty khác ở trên thị trường. Vì vậy chúng ta cần phải khôn khéo để đảm bảo bài thuyết trình của dự án nói lên được lợi ích cho công ty của họ. Bằng cách đó họ có thể liên kết với chúng ta dễ dàng hơn. Quay lại gặp tôi khi đã làm xong bản thảo. Tốt lắm, như mọi khi. Họ nên xem xét điều này. Con đã xử lý các số liệu và hoàn thành các biểu đồ. Các biểu đồ này dành cho... con nghĩ là hội đồng cũng nên xem cái này. Nếu như bà có thời gian, nếu bà có thời gian thì giúp con đi. Con sẽ gửi email cho bà. Chào bác. Bác chỉ ghé qua để chúc mừng con. Con đã thuyết phục được tất cả các công ty viễn thông, thành công đáng nể lắm. Cảm ơn bác, nhưng mà vẫn còn quá sớm đó. Tụi con vẫn chưa thực hiện buổi ra mắt nữa. Nhưng mà bác tự hào về con rất nhiều. Nhưng mà con không thể làm dự án nếu bác không cho con cơ hội nào. Ngoài ra thì bác à, con rất vui khi những vấn đề cá nhân của con không cản trở. Con đã nói với họ là họ sẽ lãng phí tiền nếu đầu tư vào một dự án mà công nghệ không được thử nghiệm và chứng minh. Nên chúng ta chỉ cần mọi người truyền miệng nhau thôi. Và con đảm bảo rằng tất cả các nhà tài trợ đều sẽ biết chuyện này. Con biểu cảm như vậy là sao chứ? Con cảm thấy tội lỗi khi mà Andre sắp phải trải qua một thất bại lớn sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra hả bác? Con phải hiểu cho con gái của bác. Con thấy đó, bác gái mất sớm và bác chỉ có một mình Patricia, và đó là lý do bác để cho nó mọi thứ mà nó muốn, cho nên nó đã quen được nuông chiều rồi. Patricia thật sự may mắn khi có một người cha như bác.
Bác biết con gái của bác còn yêu con, nhưng mà bác cũng biết là bác không có khả năng khiến cho con có thể quay lại với nó, phải không? Nhưng mà bác hy vọng là con có thể biết trân trọng những người mà yêu thương con. Andre đã làm tổn thương con. Anh không muốn làm phức tạp mọi chuyện lên đâu. Nè, những gì em vừa nói là đang làm quá mọi chuyện lên hay sao? Thôi đi, hôn nhau rồi ngủ với nhau. Như còn lại cần làm đó là dọn về sống chung với nhau. Em chính là người không muốn sống cùng với anh. Em không muốn kết hôn, em không muốn có con, em không muốn gò bó. Và anh cũng vậy, anh không muốn kết hôn. Đồng ý với em. Wow, Patricia, anh xin lỗi. Không được. Em ghét anh. Bây giờ anh ấy cũng đáng bị tổn thương. Nè, cô vừa mới tăng làm hả? Thì tôi phải làm cho xong việc mà. Tôi tưởng cô lại cố gắng khuyên nhủ anh ra một lần nữa chứ. Tôi chắc chắn sau khi dự án này thành công, quan hệ của anh ấy và ba anh ấy sẽ hòa thuận lại thôi. Nè, ôi trời, cô ơi, anh ấy đã luôn đối xử không tốt với cô. Ôi trời, cô cũng giống như anh đây thôi, mù quáng. Sao cô lại nói như vậy hả? Nè, cô không bị tổn thương khi mà anh ấy đối xử tệ với cô hả? Nhưng anh ấy có làm gì tôi đâu chứ. Như vậy còn tổn thương nhiều hơn. Nè, trời mưa rồi, tôi về nha. Bye bye Desi. Trời, xin lỗi nha, hình như tôi làm ướt xe của anh rồi. Xin lỗi. Đi. Cảm ơn anh. Cho tôi xuống chỗ này nha. Tôi có thể đón xe ba bánh ở góc đường này. Được thôi. Anh còn giận tôi hả? Andre à, tôi xin lỗi vì đã can thiệp vào việc gia đình của anh. Cô quên chuyện đó đi, được không? Tôi hy vọng sau khi ra mắt dự án này, ông ấy sẽ nhận ra là anh có muốn ăn tối với chúng tôi không hả? Đi mà. Được rồi, làm thôi. Làm thôi. Được rồi. Cô Linh, gọi mẹ của con ra ăn cơm. Con thấy mẹ của con đang ăn mì ở trong phòng rồi Dượng à. Hả? Chắc là cô ấy khó chịu với cô, LV. Ừ, đúng vậy đó. Chúng ta đi nói chuyện với cô ấy nha. Gì à? Sao mẹ con lại khó chịu với gì? Dì cũng đã cố gắng thuyết phục mẹ con cho con được thoải mái gặp ba của con. Mặc kệ cô ấy đi, được rồi. Nhanh lên chúng ta ăn thôi nào. Nhớ cầu nguyện trước đó. Nhưng mà anh cảm thấy không quen. Tất cả mọi người đều luôn ăn cùng nhau. Mau gọi Paula ra đây ăn đi. Cami sẽ về nhà ngay thôi. Ra ngoài ăn tối đi.
Có nhiều đồ ăn ngon lắm đó mà bạn. Đừng ăn mì nữa. Ôi trời, bây giờ chỉ có một mình cô thấy khó chịu thôi hả? Nè, xem nữa là cô đã tiết lộ bí mật của cô ấy trước mặt chồng cô ấy rồi. Cô dừng lại đi. Vậy sao? Cô ấy muốn con gái tôi làm điều tôi không thích. Tại sao vậy? Cô ấy dám biến tôi thành kẻ xấu sao? Cô ấy chính là người đã bỏ rơi. Đừng có nói nữa, bớt cái miệng lại đi. Được rồi, tiếp tục đi. Có phải cô thật sự nghĩ vậy như vậy về tôi không? Đừng vậy mà. Cô biết không, tôi vẫn luôn tự an ủi bản thân của mình rằng tôi là một người mẹ thật sự tốt. Sự hy sinh của tôi là xứng đáng. Và việc tôi để con trai ở với ba đó là quyết định tốt nhất của tôi. Dương Viết ca, chúng ta ăn được chưa Dương? Chúng ta sẽ không ăn cho đến khi mọi người đầy đủ. Ôi, chúng đó ta là Dương có của khách tôi. Kìa. Đấy, mọi người đã chuẩn bị bữa tối rồi. Lại đây Dương à, Dương Mai à, đây là Andre, sếp của con à, đây là các em bạn gì Sober, JB à, cũng là em của tôi, Kevin. Xin chào cả nhà. Nhanh lên, ăn thôi. Ờ, con không phải ngại đâu, ngồi xuống. Nhưng mà cô biết đó bao la. Cô nói đúng. Có lẽ tôi thật sự là một người mẹ tồi tệ. Tôi đã đưa ra các quyết định sai lầm trong cuộc đời. Nhưng mà phải, con trai tôi có cuộc sống thoải mái. Nhưng mà nó không cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, Cammy đã cho tôi biết một chuyện. Nó và Emilio có mối quan hệ không tốt. Anh ta không dành tình thương cho nó. Con trai tôi không có ai được xem là gia đình của nó. Thật phức tạp phải không? Con cái luôn là những người phải gánh chịu đau khổ vì lỗi lầm của cha mẹ chúng mà. Nè, nè, à, không cần đâu, con không thể ở lại quá lâu được. Con chỉ đưa Cammy về thôi. Sao vậy hả? Ờ, à, vậy hả? À, con chờ một chút. À, đây là quà cảm ơn con vì đã đưa Cammy về nhà. Cảm ơn con rất nhiều vì đã cho nó một công việc ổn định. À, đây là cây lan chi. À, cây lan chi này à, có thể cảm nhận được cái tình yêu thương thật sự. Nếu mà nó cảm nhận được con yêu thương và quan tâm đến nó thì nó sẽ phát triển tốt. Cho nên con nhớ chăm sóc cho nó à, giống như vợ vậy đó. Ồ, giống như vợ thật sao? Tôi không biết luôn đó. Nếu như con về nhà trễ thì cái cây này sẽ không thể la làng lên đâu. Dượng muốn nói con biết, Andre, nếu công ty của con cần xe tải, Dượng có thể giảm giá nếu con mua xe. Dạ được rồi, nếu công ty cần thì con sẽ xem xét. Dù sao thì con cũng phải đi rồi. Ờ à, được. Cảm ơn cây của Dương. À, cảm ơn con lần nữa. À, tạm biệt. Tạm biệt anh rồi. Anh nhớ đường ra không vậy? Chạy xe cẩn thận đó nha con. Tạm biệt nha, cảm ơn nhiều. Ừ, em, sếp của Cammy á, nó có ghé qua, nó đưa cô bé về. Rồi cứ nghĩ là nó ra dễ lắm nhưng mà có vẻ thân thiện ha. Dì à, à, con chưa có giới thiệu với dì. Dì chờ con một chút nha, con đi gọi em đấy. À, dì có thể gặp được em à, đấy. Không cần, không cần. Chắc sếp con bận rộn lắm mà hả? Nhanh lên mọi người, à, ngồi xuống ăn cơm đi. Chị may mắn khi có người sếp như vậy, chị Cammy. Anh ấy còn đưa chị về nữa. Phải đó, chị Cammy. Nhưng mà anh ấy có đưa nhân viên khác về nhà không? Hay chỉ có mình chị thôi? Chị Cammy. Chị chúng ta đẹp mà. Ê, mấy cái đứa này. Ôi trời, này được rồi. Thôi ăn đi, ăn đi. Nhanh lên đi, còn ăn tối nữa. Chờ một chút. Ôi trời, anh cứ để quấy một mình đi. Hả?
Chuyện gì vậy? Ăn đi. Được. Em ăn nhanh lên đi. Nè, để đó tôi rửa chén cho. Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy nó, tôi rất muốn chạy đến ôm nó vào lòng. Tôi thật sự rất muốn ôm nó vào lòng tôi. Được rồi, cô đừng khóc nữa mà. Màu nín đi. Đừng khóc nữa. Đừng đi hẳn. Cô Linh, cô mang cái này cho ba con đi. Mẹ, cảm ơn mẹ. Tôi mừng là cuối cùng cô cũng cho phép cô Linh gặp ba của nó. Còn lựa chọn nào khác nữa, tôi không thể chịu nổi khi thấy nó buồn. Con thật sự ngạc nhiên lắm đó ba, khi mẹ đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Mẹ con là người thật sự không bao giờ chịu thay đổi dù là chuyện nhỏ. Con biết không, khi ba mẹ con đang hẹn hò, ba đã suýt chết đói vì mẹ con không thể quyết định được ăn món gì, mất hết thời gian. Con gái à, lấy giúp ba cái công tắc màu trắng đi. Dạ được rồi ba. Con biết không, khi mẹ con mang thai con, mỗi ngày mẹ con thay đổi suy nghĩ một lần. Lúc đầu á thì mẹ nói sẽ đặt tên cho con là Layla, nhưng ngày hôm sau thì mẹ con đổi ý, hình như đặt tên cho con là Mary Jane Priscilla. Con có biết tại sao con tên Colin không? Dạ con biết rồi mà ba, đó là sự kết hợp của tên ba và mẹ. Tên ba là Anzo Nicolas, trong khi tên mẹ là Maria Pauline. Con là từ trong tên của ba Nicolas, và còn là từ Lin là trong tên của mẹ Pauline. Cho nên nếu ba mẹ là cặp đôi nổi tiếng thì người ta sẽ gọi chung là Colin. Thú vị. Khi nào ba con với dì có em bé, dì sẽ đặt tên nó là Charisma, còn bé trai sẽ được đặt tên là Vincenzo. À, con quên mất. Dưỡng Victor muốn tặng cái cây này cho ba đó. Wow. Ôi đẹp quá vậy. Được rồi, vô thôi, chúng ta ăn cơm. Dì nấu món mì Ý sốt kem đó. Dạ dì.